đi qua những ngày giông bão, ta thấy gì nào? Hỡi những người anh em, chỉ vì một cái tên làm thế giới đào điên. Corona từ đâu đến? Chung tay đừng chủ quan nhé, hãy vì cộng đồng ta tránh xa đám đông, hạn chế đi lồng nhồng lây chéo có biết không. Việt Nam ơi, cùng nhau đồng lòng. Hãy rửa tay đúng cách nào, ý thức cũng nâng cao. Nếu có phải đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang nhé. Đừng có quên lời Bộ Y tế dặn ta từ sáng tới đêm về. Vì ai là vì nhân dân. Chính phủ đang dốc sức kìa, quyết vượt qua Corona, chứng minh Việt Nam ta là đất nước tuyệt vời nhất. Nào chúng ta hãy cùng chung sức, bảo nhau ý thức và giữ gìn, tự tin vượt qua đại dịch. Thấy gì nào? Hỡi những người anh em, chỉ vì một cái tên làm thế giới đào điên. Corona từ đâu đến? Chung tay đừng chủ quan nhé, hãy vì cộng đồng ta tránh xa đám đông, hạn chế đi lồng nhồng lây chéo có biết không. Việt Nam ơi, cùng nhau đồng lòng. Hãy rửa tay đúng cách nào, ý thức cũng nâng cao. Nếu có phải đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang nhé. Đừng có quên lời Bộ Y tế dặn ta từ sáng tới đêm về. Vì ai là vì nhân dân. Chính phủ đang dốc sức kìa, quyết vượt qua Corona, chứng minh Việt Nam ta là đất nước tuyệt vời nhất. Nào chúng ta hãy cùng chung sức, bảo nhau ý thức và giữ gìn, tự tin vượt qua đại dịch. Hãy rửa tay đúng cách nào, ý thức cũng nâng cao. Nếu có phải đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang nhé. Đừng có quên lời Bộ Y tế dặn ta từ sáng tới đêm về. Vì ai là vì nhân dân. Chính phủ đang dốc sức kìa, quyết vượt qua Corona, chứng minh Việt Nam ta là đất nước tuyệt vời nhất. Nào chúng ta hãy cùng chung sức, bảo nhau ý thức và giữ gìn, tự tin vượt qua đại dịch. Tự tin vượt qua Corona. Corona cút khỏi thế giới này.